chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với Techmart Việt Nam và mình là Trang. Mỗi khi mà các bạn thấy cái sự xuất hiện của cái bức hình này đây thì chắc chắn là không chỉ riêng iFan mà tất cả những người yêu thích công nghệ nói chung thì đều rất là nóng lòng và hồi hộp để chờ xem là những cái siêu phẩm nào tiếp theo sẽ được Apple trình làng trong cái sự kiện của họ, đúng không? Và mới đây nhất thì Apple cũng đã chính thức lên tiếng về việc là sự kiện sắp tới của họ sẽ được diễn ra vào ngày 10 tháng 11. Vậy thì hãy cùng Trang xem qua là trong sự kiện lần này có thể sẽ có những siêu phẩm nào xuất hiện nha. Sự kiện lần này của Apple sẽ có tên là One More Thing, là sự kiện được đồn đoán sẽ là màn chào xuân của những chiếc laptop chạy hệ điều hành là Mac OS đầu tiên sử dụng vi xử lý do Apple tự nghiên cứu và sản xuất. Theo tờ Bloomberg, thì những sản phẩm tiếp theo sẽ được cho ra mắt trong sự kiện lần này, bao gồm MacBook Pro 13 inch, MacBook Pro 16 inch và một phiên bản MacBook Air 13 inch nữa. Ngoài việc sử dụng vi xử lý mới, thì những mẫu MacBook này vẫn sẽ giữ nguyên thiết kế so với các người tiền nhiệm. Đã có rất nhiều đồn đoán cho rằng Apple đang phát triển hai mẫu MacBook Pro với kích thước màn hình lần lượt là 14.1 và 16.1 inch, kèm theo đó là sử dụng màn hình mini LED. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thì cả hai sản phẩm nói trên chắc chắn sẽ không xuất hiện trong năm nay. Vi xử lý Apple Silicon được trang bị trên các mẫu MacBook mới rất có thể sẽ sử dụng tiến trình là 5 nanomet, tương tự như con chip A14 trên bộ tử iPhone 12. Với những cải tiến nói trên, chúng hứa hẹn sẽ cho hiệu năng vượt trội bên cạnh khả năng tiết kiệm điện năng đáng kinh ngạc. Apple dự kiến sẽ chuyển toàn bộ hệ sinh thái máy tính của mình sang sử dụng chip thế hệ mới và quá trình này dự kiến sẽ hoàn thành trong vòng 2 năm. Có nhiều thông tin cho rằng các mẫu iMac và Mac Pro chạy bộ xử lý mới cũng đang được Apple đưa vào nghiên cứu và phát triển. Nhiều nguồn tin cũng cho biết thêm, Apple có thể sẽ cho ra mắt rất nhiều sản phẩm mới trong sự kiện lần này bên cạnh MacBook như là tai nghe trùm đầu AirPods Studio, thiết bị định vị là AirTags và có thể là cả phiên bản Plus của iPhone SE. Theo chuyên gia rò rỉ là Mori QHD, người từng không ít lần đưa ra những tin đồn chính xác về các sản phẩm chuẩn bị ra mắt của Apple, một phiên bản iPhone SE Plus siêu to khổng lồ và iPhone SE 3 được trang bị con chip là A13 Bionic, nhiều khả năng sẽ được ra mắt vào cuối năm nay hoặc đầu năm 2021. Do sự kiện lần 2 của Apple chỉ có sự xuất hiện của 4 phiên bản iPhone 12 mới mà thôi, nên nhiều người hâm mộ đang rất trông chờ sự kiện lần này của táo khuyết sẽ có sự góp mặt của iPhone SE Plus. Trước đó, từng có các tin đồn cho rằng iPhone SE Plus sẽ có thiết kế giống với iPhone 8 Plus với viền màn hình dày cùng với nút home vật lý ở bên dưới. Trong khi một số nguồn tin lại cho rằng phiên bản Plus của iPhone SE lại có vân tay được trang bị ở cạnh bên giống như iPad Air 4 mới của Apple. Dẫu vậy, trong một báo cáo đăng tải vào cuối tháng 9 vừa qua, Min-Chi Kuo cho rằng phiên bản iPhone SE Plus siêu to siêu khổng lồ, giá thấp của Apple sẽ chỉ được ra mắt vào năm tới. Min-Chi Kuo cũng dự đoán thêm phiên bản iPhone SE siêu to sẽ là một sự lựa chọn mới cho người dùng yêu thích những chiếc iPhone màn hình lớn nhưng vẫn có giá vừa phải. Và đó là một số thông tin về các sự kiện sắp tới của nhà táo khuyết. Và nếu như những cái sản phẩm mà Trang nói ở trên, nó đều sẽ được xuất hiện ở trong cái sự kiện One More Thing vào ngày 10 tháng 11 sắp tới. Vậy thì đâu sẽ là thứ mà các bạn mong đợi nhiều nhất và lý do tại vì sao? Hãy để lại một comment của các bạn ở bên dưới nhé. Đây là Techmart Việt Nam, còn mình là Trang. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau.